Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang coi cái clip của Quang. Vâng, và hôm nay thì để giải quyết cái vấn đề về cái con chè non nuôi lên mà sau này nó không bị sợ áo lồng. Thế thì chúng ta phải đào tạo nó từ bé, hàng ngày chúng ta phải đóng và mở áo lồng. Ở cái giai đoạn nào thích hợp thì ngay từ nhỏ như thế này, hoặc là nhỏ hơn nữa chúng ta đã phải chiều đến là chúng ta đã phải đóng áo lồng để cho đi nghỉ sớm đi chẳng hạn. Nếu như bạn nào mà nuôi mà tối đến chăm sóc thì cũng không vấn đề gì cả. Nhưng có điều là chúng ta cố gắng là chúng ta đừng bao giờ chúng ta để cái áo lồng, khi đóng áo lồng rồi chúng ta để ở dưới cái ánh điện và nó vẫn còn sáng. Sau đó thì chim nó nghe thấy các cái tiếng động khi mà chúng ta vẫn còn sinh hoạt ở trong gia đình, chưa đi ngủ, thì không may làm chim nó hoảng loạn thì nó lại sinh ra tật lỗi. Thì cố gắng là lúc nào mà chúng ta nuôi chim mà chúng ta cho chim đi ngủ thì chúng ta chọn một cái chỗ là yên tĩnh. Đó. Thế cái giải quyết về cái vấn đề mà cái khâu áo lồng mà sau này nói chung là với những bạn và các bác các chú mà chơi hót ở nhà hoặc ở các vùng nông thôn, các vùng quê nuôi chòe thì có khi cả năm chả đóng áo lồng bao giờ cả, chả mở đó, khi không biết đến cái áo lồng là cái gì cả đấy. Thế nhưng mà ở thành phố hoặc là ở những cái nơi mà chơi chòe hót múa chuyên nghiệp hơn, để mà đào tạo được một cái con chim mà sau này đóng mở áo lồng nó không bị sợ, nó không bị hoảng, thì ngay từ bé thì chúng ta phải luyện đấy. Thế còn đúng là khi mà chúng ta mua phải những con chòe mà ở các cái vùng quê nông thôn không đóng áo lồng bao giờ thì về nó nhìn cái áo lồng, khi mà chúng ta có cái áo lồng chúng ta đóng mở như này là nó rất là hoảng, nó sợ. Thế thì anh em chú ý là nuôi cái con chòe non từ bé thì chúng ta ví dụ sáng chúng ta mở ra một lần mà chiều chúng ta đóng một lần ấy, là đôi khi là nó vẫn chưa đạt được hiệu quả đấy. Thế thì anh em cố gắng là một ngày chúng ta luyện như này cho Quang độ khoảng 1 đến 2 đến 3 lần đấy. Thì ngay từ lúc bé là nó đã thường xuyên nó tiếp xúc với cái áo lồng như này thì chắc chắn là nó sẽ không sợ. Đây các bạn thấy là đây, ví dụ như mà mình làm thực tế đây, mình sẽ đóng nó vào như này chẳng hạn đấy, thì các bạn thấy là chim nó cũng không có cái vấn đề nó sợ lắm đúng không ạ. Đấy, chúng ta sẽ đóng vào như thế này đấy. Hàng ngày thì chúng ta sẽ luyện như này, nó cũng đơn giản thôi, chúng ta chỉ làm 1-2 lần thôi. Vâng, đây là cái khi mà chúng ta bịt kín áo lồng vào như thế này đấy, với một cái chú chè than chè con lên lên như này đấy. Và chúng ta cũng rất là đơn giản thôi, chúng ta cũng tập mở nó ra thôi đấy, để cho chim nó quen dần như này đấy. Hàng ngày nó sẽ như thế này thì nó sẽ không bị sợ nữa đấy. Chúng ta sẽ mở như thế này chẳng hạn đấy. Anh em đừng cởi hết cái áo lồng ra, mà chúng ta có thể chùm cái lóc lồng như này để tránh cho chim nó cũng trong quá trình nuôi nó cũng đỡ bị sinh ra những cái tật lỗi đấy, chẳng hạn như thế đấy. Xong rồi thỉnh thoảng chúng ta dỗi thì chúng ta lại có thể chúng ta hạ cái áo lồng xuống đấy, chúng ta tập như này đấy. Các bạn thấy là đấy, khi mà hạ xuống đây con chim nó vẫn không có một cái biểu hiện là sợ hãi đúng không ạ. Đấy, nếu con nào nó sợ là nó nhảy loạn sinh ngậu lên đấy. Thế thì hàng ngày chúng ta làm như này thì nó thành cái thói quen thôi, là nó không sợ thôi đấy. Thế còn những cái con mà nó sợ rồi thì chúng ta phải tập dần dần. Dần dần thì hàng ngày chúng ta cũng làm nhiều lần như thế rồi dần dần thì nó cũng quen dần đi. Mà nhớ là những cái con mà nó bị sợ, nó bị hoảng rồi ấy, sợ mà hoảng áo lồng rồi ấy, thì anh em chú ý là chúng ta sẽ cũng như thế này. Và nếu như mà chúng ta dùng cái thời điểm nào đó mà nó căng lửa thì chúng ta luyện. Đấy, con chim nó căng lửa thì nó thuần, chứ còn đừng luyện vào cái lúc mà con chim nó đang bị tụt lửa thì nó lại càng hoảng, nó càng nhảy. Đấy, thì thường thường cái lúc mà con chim của chúng ta nó ở cái mùa căng lửa thì nó sẽ thuần hơn, nó đỡ hoảng hơn. Đấy, thì chúng ta cứ luyện như này thôi. Chúng ta với những con chim nào mà của anh em mà bị nó đang bị sợ, bị hoảng áo lồng ấy, mà mở ra mở vào mà nó sợ nó nhảy loạn lên ấy, thì chúng ta cũng cứ luyện như này thôi. Nhưng mà chọn cái thời điểm mà cái mùa chim nó căng lửa chúng ta luyện nhé. Chứ còn tránh cái thời gian, cái thời điểm mà chim nó đang tụt lửa hoặc là nó thay lông hoặc là mất lửa, nó lại càng sợ, nó càng hoảng thì là không may nó lại làm nó lại bị mất tác dụng đi, mà nó lại đảo ngược lại đấy. Đấy thì cái chim con thì chúng ta nuôi thì hàng ngày thì chúng ta cố gắng là chúng ta cứ như thế này thôi đấy. Thì sau này là chúng ta mở đóng áo lồng là con chim nó không hề sợ bất cứ một cái gì cả đấy. Về cái việc mở áo lồng
và đóng vào lồng đấy, làm cho chim con lần sau là sau này nó không sợ, nó không hoảng. Thế còn về cái việc mà chúng ta mà muốn cái con chim con nó không sợ bất cứ một cái gì ấy, thì hàng ngày anh em ở ngoài thành phố này này mà nuôi trẻ con ấy, và sau này muốn mang đi dãi dượt mà nó không sợ bất cứ một cái gì, thì chúng ta phải thường xuyên chúng ta treo ra ngoài đường đấy, hoặc là một cái chỗ nào quen thuộc của nó, ngay từ cái lúc bé này nó chưa biết sợ cái gì ấy, thì chúng ta treo nó ra, chứ đừng để chúng ta nuôi lâu lúc mà nó già già đi một tí, nó thay lông xong rồi ấy, là chúng ta mang ra chúng ta treo là chim nó sợ, không may nó nhìn thấy ô tô đi qua một cái là nó cũng sợ, nó nhảy hoảng loạn sinh ngậu lên đấy. Thì ngay từ bé thì chúng ta sẽ treo ra cho chim nó làm quen. Đấy. Thì hôm nay thì clip này thì Quang cũng chỉ xin hướng dẫn anh em là đang nuôi trẻ con mà sau này muốn con chim nó không bị sợ áo lồng, thì chúng ta cố gắng ở trong cái quá trình chúng ta hàng ngày chúng ta chơi nghịch với nó, thì chúng ta cứ thỉnh thoảng đấy chúng ta cứ để cái áo lồng kiểu như này, và thỉnh thoảng chúng ta lại hạ xuống như này để cho nó quen đi. Đấy, đấy, nó là như thế, thì nó là cái thói quen mà. Đấy, xong rồi cũng thỉnh thoảng chúng ta cũng tập tháo hẳn cái áo lồng vào và chúng ta đóng nó vào. Đấy. Hoặc là thỉnh thoảng cầm cái áo lồng này dơ dơ lên này như này, thì con chim con là sau này nó không sợ, nó không sợ áo lồng. Đấy. Rất là nhiều anh em bị cái tình trạng là mua chim về chơi là coi như là cầm đến áo lồng một phát là con chim nó sợ, nó nhảy hoảng. Đấy. Thì cái cách luyện thì Quang cũng nói như thế rồi. Để cái chim con thì chúng ta về cái việc mở đóng áo lồng thì chúng ta cố gắng là chúng ta luyện như thế thì nó sẽ sau này là sẽ không bị sợ. Vâng, clip này thì Quang cũng xin được dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip sau.